Mọi người, hôm nay để tiếp người một lô cần. Thì lô cần này đa phần là cần tay nha mọi người. Phần bên đây là cần ISO hạ tay á, bên đây là cần tay lóng ngắn. Rồi, clip này sẽ phải thanh lý nha. Clip này bao ship hết luôn nha mọi người. Rồi, sẽ bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không clip sẽ lên á, thì anh em gửi về shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Cái thứ nhất gửi cho mọi người. Thì cái thứ nhất gửi cho mọi người là một cái cần tay lóng ngắn. Đó. Cần tay lóng ngắn thì cây này thì chất liệu chắc là carbon pha ở dạng cũng như có sẵn quăng mà không biết phải là carbon không đó. Đây, cũng có sẵn nha mọi người đó. Này không biết thì không nói, cái này cũng xem như dạng như dạng carbon pha, cần thì còn rất là mới nha mọi người đó. Cây này về cho anh em màu logo con viết thôi nha, là logo con viết coffee câu cá nhỏ nhỏ thôi đó, chứ không phải dạng thân hàng đâu. Nó còn sáng trắng thì cần này thì còn rất là mới nha mọi người. Đó, cây này mới hàng xem như mới cứng. Cây này còn nút chụp luôn nè. Đó, ngoại hình tổng thể rất là ok nhé. Thì cây này dài 3m6, nặng 150g. Đọt của nó là tầm đọt của nó là 0.7 ly, tầm phản cứng tầm khoảng 2h thôi nha mọi người, h gửi 2h thôi. Thì cây này thu gọn là 57 cm. Rồi giá công khai cây số 1 giá là 300 nha mọi người, 300k bao ship cây số 1. Theo cây số 2 nha mọi người. Thì cây số 2 lên cho mọi người là một cây cần mới luôn nha mọi người. Cây này cần này cũng lấy từ Nhật về. Thì cây này nó dài là 5m4 nha mọi người. Cây này chất liệu là carbon, dài 5m4. Nặng là 220g, đọt 0.7. Thì cái này độ cứng ra tầm khoảng gửi 2h thôi nha mọi người. Đó, nó gửi 2h thôi. Đây, vôi carbon nhất. Cái này còn túi nè, còn hộp luôn. Túi nó đây, nó túi đen nha mọi người. Thì cái này mới cứng rồi. Đó, nó chụp còn còn đóng chụp nữa nè. Nó bằng gỗ rất là đẹp. Đó, cần mới cứng thì ngoại hình khỏi lo. Đó, tem xuất Nhật đàng hoàng. Thì cây này về vẫn cho anh em cô cô viết thôi nhé, cô viết thôi. Đây, đọt ở đây, đọt nhỏ nha mọi người. Đó, tương đối dịu, nem câu cá nhỏ thôi chứ không phải là dạng săn hàng đâu. Phôi sẵn carbon nha mọi người. Cần thì rất là mới rồi, anh em yên tâm. Đó, cái này mới đảm bảo với mọi người luôn. Đây, sẵn nha. Đây, đó, sẵn gần gũi. Thôi ok à. Đó, mọi người. Thôi chỉnh nhá. Cái này anh em về câu cảm giác. Lúc chụp vẫn còn rất là mới luôn nè. Đây, đó đây. Đọt là đọt đặc nha mọi người. Rồi, giá công khai cây số 2, giá vẫn là 500 nha mọi người. Đó, 500 bao ship. Bán bên này bán thanh lý luôn, xả hết đóng gần này. Đó. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 lên cho mọi người là một cây cần tay lóng ngắn, cần carbon nhé. Thì cái này tên ở đây. Đó. Cây này dài 4m5 nha mọi người, dài 4m5, sơn ánh kim nè. Đó. Tem xuất Nhật rõ ràng. Đó. Còn nấm chụp. Cái này dài 4m5. Đọt đây, đọt cái này quăng nhỏ mọi người. Độ cứng ra tầm khoảng hắt gửi 2h thôi nha. Đọt quăng đọt nhỏ. Thì cái này nặng là 115g, đọt 0.7. Dài 5m, dài 4m5. À, dài 4m5, thu gọn là 53 cm. Giá công khai cây số 3, giá 500 mọi người, 500k cộng ship cây số 3. Thì cái này ngoại hình cũng còn rất ok nhé. Đây, lấy ra cho anh em xem. Đó. Đây, cái này rỗng tượng trưng nè. Đó. Ngoại hình còn rất ok luôn nha mọi người. Này về cho anh em câu gô, câu viết nhé. Dạng câu cảm giác. Đây, chứ không phải dạng khăn hàng đâu. Đó. Thôi carbon nhé. Rồi, giá công khai cây số 3, giá 500 luôn nha mọi người, 500k cộng ship cây số 3. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 lên cho mọi người là một cây cần của Alpha Taco. Đó, Alpha Taco.
Thì cây này dài 5m4 nha mọi người, dài 5m4, chất liệu cũng là chất liệu carbon, cành này cũng là cần tay lông ngắn. Anh em về câu gô, câu viết, câu cảm giác. Cần rất là đẹp nha. Rất là đẹp. Còn núp chụp nè. Chụp cần. Thì cái này dài 5m4, nặng là 160g. Đọt 0.8. Và cái này độ cứng ra tầm khoảng 1.5H. Rồi, giá công khai cây sụ 4 giá 550k nha mọi người, 550k bao ship. Đó. Bán hôm nay sập sàn luôn. Đây, phôi là phôi carbon sẵn nha mọi người. Càng rất là mới luôn. Đây. Đó. Đây. Sẵn nha. Lấy dài lỏng cho anh em tận chân cho anh em. Cần thì bao đó làm nhé. Cho anh em kiểm tra hàng trước nha mọi người. Đó. Cả cả lỏng đây. Ok hết nha. Phôi carbon. Sẵn nha. Đầu lỏng ok. Đó đây. Đầu lỏng đây. Cần góc là ok ha. Rồi giá 550k cộng ship nha. Cái số 3 1 1 2 3, cái số 4 nha mọi người, cái số 4 550k cộng ship. Tiếp theo qua đây là cần ISO hạ tay nha mọi người, cần lỏng dài. Tiếp theo cái số 5, cái số 5 lên cho mọi người là một cây ISO hạ tay nè. Cái này bị bám muối nè, và shop đã tiện cho mọi người cái gốc đó trọng nè, tiện gốc đó trọng nè. Đó, đi keo lại phần hạ bắp nè. Đi tiện cho mọi người cái nút chụp luôn nè. Đó, và đọt nó sẽ thọc vô trong, và đi keo đầu lỏng cho mọi người luôn. Đó, chống lỏng. Đó, đọt nó đây. Đọt cái này thì nó đây, đọt đặc nha mọi người. Đọt cái này đọt carbon đặc. Nói chung thì những cây ISO hạ tay là đa phần nó sẽ là cần ISO nó xuất sắc nha mọi người. Sắp đem mà sắp bán hạ tay bán cho anh em, không sợ nó bị mắc phen, mắc đọt gì đó. Thì cái này dài 5m2, nặng 160g, đọt 1.1, độ cứng ra tầm khoảng 2H gửng, từ 2H tới 2H gửng, thu gọn là 99cm. Giá công khai cái số 5, giá 400, 400k bao ship nhé. Giá cực kỳ ok nha mọi người. Đây, địa chỉ đầu lóng nha. Thì chỉ đầu lóng đi cho mọi người. Đây, đó. Thì cần này thì nó có suy sát rồi. Đó. Đảm bảo với mọi người là cần có xây sát, nhưng mà phôi này là phôi carbon hết nhé. Thì mấy cây ISO hạ tay này xây sát thì anh em chắc rồi đó, nhưng mà phôi của mấy cây này thì rất là dày, anh em yên tâm nhé. Đây, cần này có xây sát nhé. Anh em về câu gô, câu viết, câu chê, câu phi gì thoải mái. Mấy cây này phôi rất là dày nha mọi người. Tiện đầu lóng đi chỉ đi keo hết cho mọi người luôn đó, làm nút chụp cho mọi người luôn đó. Thì xem như bán cái này cũng thanh lý luôn. 400 mà bao ship tiền ống nước thì cây này chắc còn 300 mấy thôi. Đó. Đây, mấy cái phôi của hàng ISO rất là dày nhé. Rồi, giá công khai cái số 5, giá là 400 nha mọi người, 400 bao ship cái số 5. Giá ok đúng không nhé. Tiếp theo cái số 6. Thì số 6 vẫn một cây ISO hạ tay, đó, tiện góc đối trọng nè. Tiện nút chụp cho mọi người luôn nè. Đó. Thì cái này dài là 4m25, nặng là 225g, đọt 1.6. Cái này độ cứng tầm khoảng 3H, 4H nha mọi người. Đó, cái này thu gọn là 105g, 105cm nha. Cái này ISO của hãng Winfrost. Đây, chỗ này là cái chỗ bát của nó nè. Đó. Tiện nút chụp nè, địa chỉ đầu lỏng luôn. Đó. Cái này đọt khá là to nha mọi người, đọt này đọt to. Đó, cho anh em về cục chê chân hàng. Mấy cái đầu lóng là shop đi keo với chỉ luôn nè. Rất là ok ha. Anh em về chỉ việc câu thôi. Nhiều cây thì anh em có thể về săn đọt, kiếm đọt lại. Đó. Đây, sẵn nha mọi người. Đọt carbon sẵn. Đọt cái này thì nó ngắn nha mọi người. Do nó ngại gãy đọt á. Đây, đọt ngắn nha. Vậy anh em có thể kiếm đọt lắp vô nha. Đó.
bán hàng sao báo cho anh em vậy thôi. Carbon nhá mọi người, phôi carbon. Nó đẹp thì cũng không đẹp lắm nhưng mà về anh em câu vẫn ok. Phôi rất chất lượng nhá, phôi rất là dày nhá. Rồi, giá công khai cây số số 6, giá 450k nha mọi người, 450k bao ship cây số 6. Tiếp theo cây số 7. Thì cây số 7 là cây này, một cây đai qua nha mọi người. Đó, cây đai qua. Gốc nó quấn nè. Đó. Tiện đỡ trọng nè. Thì cây đai qua này nó sẽ dài 5m36, nặng là 240g, độc 1:4. Thì cây này thu gọn từ 0.4 đến từ 1.104g nha mọi người. Đó, 104g. Thì cây này đầu cứng ra tầm khoảng 2H, 3H nha mọi người, H nửa 3H. Đây, cũng có tiện cái đầu rỗng của mọi người nè. Đó. Phôi thì cây này là phôi đai qua. Đó. Phôi đai qua nội địa. Thì đây, carbon sẵn nha. Chúng ta càng này carbon hết. Chỉ đầu rỗng cho mọi người. Đọt nó đây. Đó. Chỉ hết luôn nha. Đọt carbon. Rồi. Giá công khai cây số 7, giá 500k cộng ship cây số 7. Máy phôi cứng nè. Để beng 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 beng. 500k bao ship nha mọi người, cây số 7. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 vẫn là một cây ISO hạ tay, thì cây này dài là 3m85 nha mọi người, dài 3m85. Đọt nó là 2.1 nha mọi người, đọt 2.1, nặng là 245g. Cây này độ cứng ra tầm khoảng 4H 5H nha. Đó, 2m85, độ cực 3m85, độ cứng ra tầm khoảng 3H 4H 5H. Thì cái này quen cho anh em tăng cầu bạo lực nha mọi người. Đó, tiện đối trọng. Cái này không có nắp chụp, chắc kín nắp chụp khác để như cho mọi người. Đó. Nắp chụp chắc gớt đâu rồi. Thì đây. Đi keo đi chỉ đầu lóng. Đó, đọt chà bá luôn. Đọt cái này thì có xây sát cho mọi người. Đó. Rất là cứng nha mọi người. Đó, cứng và mảnh nha. Đó, test cho mọi người luôn. Sẵn. Phôi có xây sát nhưng mà không ảnh hưởng tới phôi nha. Đảm bảo giống người là không dập bể gì hết nha mọi người. Đó, anh em về câu thả ra. Mấy cây 4H 5H này anh em về nhấp lóc cũng được. À, nhấp lóc câu cục chê. Đó, câu mấy ao lục bình. Rồi, giá công khai cây số 8, giá là 500 bao ship nha mọi người. Cây số 8 500 bao ship. Tiếp theo cây số 7. Cây số 7 lên tiếp người vẫn là một cây ISO hạ tay. Đó. Chỉnh điện thoại xuống ngay. Thì cây này dài là 5m15, nặng 250g, đọt 2 ly. Và cây này nó thu gọn là 114cm, độ cứng cây này ra tầm khoảng 3H 4H nha mọi người. Đó. Vẫn là ISO hạ tay. Tiện đối trọng. Đầu chụp. Đọt cái này vẫn là đọt chà bá luôn. Đó. Về cho anh em móc lỗ câu lục bình. Phôi vẫn là phôi carbon nhé. Ngoại hình thì có xây sát. Đó. Ngoại hình xây sát. Đây. Đây. Ngoại hình xây sát nhưng mà cái này xây sát thôi nha. Đảm bảo với người là không nứt bể nha. Đó. Đây. Đó. Càng sao báo cho anh em vậy. Rồi, giá công khai cây số cây số mấy ta? Giá công khai cây số 9, giá 500 đúng rồi, 500 bao ship cây số 9. Đó. Đây, nắp chụp tiện cho mọi người luôn. Đó. Tiếp theo cây số 10. Thì cây số 10 vẫn là 500. Cây số 10 là một cây cần ISO hạ tay nè. Ngoại hình còn khá ok. Đó. Có nắp chụp. Đi keo đầu lóng. Cái cây này thì về đánh yên tâm. Nó chỉ gãy đọt. Nếu nó gãy thì chắc sẽ gãy đọt. Anh em về mua đọt thay. Về đánh tiếp. Thì cái này nó nặng là. Cái này dài là 4m5.
dài 4m5, nặng 170g, độ bọc ly 7, độ cứng ra tầm khoảng 3H, gỡ 3H nha mọi người, 3H cỡ 3H. Góc ở đây, đó. Phôi cũng là phôi carbon. Đọc ở đây mọi người, đó. Đi theo địa chỉ đầu lỏng nha. Phôi carbon trắng, đó. Vẫn rất là ok nha mọi người. Cần thì yên tâm, vẫn có xây sát nha mọi người. Đó, xây sát mà phôi thì chất lượng rồi. Rồi, giá công khai cây sổ số mừng giá 500 người, 500k bao ship với số mừng. Tiếp theo cái 11. Cái 11 lên cho người là một cây súp, cây súp hạ tay luôn. Đó, thì cây 2539 hàng Korean à, phôi carbon. Đó. Thì cái này nặng là 290g, độc 27, độc cứng cái này thì nó gơ tầm khoảng nếu tính thắt thì cái này nó cứng lắm, cái này nó chưa bao đầu cần nữa nè, cái này gơ tầm khoảng 7h 8h nha mọi người. Độc cái này thì chắc like rồi, độc cái này giống phíp quá. Cái này thì xem như bán giá thanh lý cho mọi người luôn. Rồi đây, xem xét nha. Rồi, giá thanh lý cây sổ 11 giá 300 người, 300 bao ship. Đó. Tiếp theo 12. 12 lên tiếp người vẫn là một cây cần ISO hạ tay, thì cái này 4m5, cái này đủ mét mọi người. Cái này dài 4m5, độc 1 ly 7, nặng 210g, thì cái này đầu cứng 3H 4H, tiện góc tới trọng. Winscott, cái này chắc bị mắc phen nếu hạ tay nè. Đó. Cái này còn đẹp lắm, đi kêu chỉ đầu lỏng nè, độc sắn carbon nè, độc sắn đẹp nha. Cái này tổng thể còn đẹp nữa rồi, xanh ngọc bích, có xe sát cái này tí nè, đây cũng vậy, xe sát cái này về cho anh em săn hàng được nè. Đó. Rồi, giá công khai cây số 12 giá 650k bao ship nhé. Tiếp 13. 13 vẫn một cái này cái đây qua. Đó. Hạ tay nha mọi người. Cross carbon nè. Carbon sẵn nè mọi người. Đó. Thì cái này dài là 5m15, nặng 220g, độc 1 ly 4, độ cứng ra tầm khoảng 3H 3H gửng. Giá công khai cây số 13 giá vẫn là 500 bao ship nhé. 500 bao ship. Tiện đầu lỏng, phôi carbon sẵn đẹp nè. Tháo cho mọi người xem. Cái nào đẹp thì bảo anh em đảm bảo đẹp cho anh em. Đây. ISO thì thế này thì còn gì bằng nữa. Rất là đẹp nha. Giá thì bèo nhèo cho mọi người luôn. Hàng ok nha mọi người. Giá vẫn là 500 bao ship nhé. Đọc đây, đọc đặt nhé. Kêu chỉ đầu lỏng cho mọi người hết luôn. Giờ anh em chỉ có việc câu thôi. Coi đẹp. Rồi, giá công khai cái 13 500 bao ship. Tiếp theo cái 14. 14 lên tiếp người vẫn làm ISO hạ tay. Thì cái này dài là 3m9 nha mọi người, dài 3m9, nặng 210g. Đọc 1 ly 4, đọc 1 ly 4. Cây số 11, cây số mấy ta, cây số 14, giá 400 người, 400 bao ship cái 14. Phôi vẫn là phôi carbon nha mọi người, phôi vẫn là phôi carbon. Đọc cái này bị thay rồi, thay đọc rồi. Thì anh em mua mấy cái đọc sợi tơ tinh này nè, giống như thế này, giống như cái này nè, đọc sợi tơ tinh nè. Anh em để qua đánh bao ok luôn.
Thôi thanh lý cái này luôn nha mọi người. Cái này giá 300 mọi người, 300 bao ship cho mọi người luôn. Đó, cây số 14, 300 bao ship. Tiếp 15. Tiếp sẽ là ba cây cuối cùng nha, cây 15. Cây 15 vẫn là một cây ISO hạ tay. Đó. Foil cũng là foil carbon, địa chỉ đi kèo đầu lóng hết cho mọi người. Đó, góc quá trọng. Và cái này nặng là 270 gram, độc 1 ly 2. Thì cái này độ cứng nó gơ tầm khoảng 3H gửng đến 3H nha, dài 5m1. Mấy cái foil mà ISO á, nó sẽ foil rất là dày nè mọi người, nó thấy không? Foil rất là dày. À. Cái độc cái này hình như là cái này nó quấn đầu chỉ, đuôi đầu chỉ nè, đó. Sau thì sẽ báo cho anh em vậy thôi, đó. Foil cũng là foil cực quá. Đây, qua carbon nhá, sẵn nhá, cái này sẵn đẹp nè. Nó vẫn có xây sát. Đi chỉ đầu lỏng của người hết luôn. Đây, đọt cái này đọt ngắn nha mọi người. Đây, đọt này đi góc chỉ nên câu vừa nè. Đó. Đây, đó. Vì anh em không ưng thì anh em có thể mua đọt khác lắp vào. Rồi, giảm giá cái này. Thì cây số 15 giá 400 người, 400 bao ship. Đó. Tiếp theo cây số 15, cây số 16. 16 lên cho mọi người là một cây cần ISO hạ tay. Cái này nặng là 310 gram, đọt 1 ly 7, dài 2, dài 5m3 nha mọi người. Thì cái này thu gọn là 100cm. Vẫn quẩy thôi, tiện nút chụp đầu cần. Góc đó trọng. Góc này xin xin luôn nha mọi người. Đó. Đây. Đó. Thường ISO hạ tay á sẽ lỗi cái đầu ra, lòi cái đầu ra. Đó, ISO của mình hạ thì nó sẽ tọc vô. Đó. Đi hịch cần tay cho mọi người luôn. Cái này được cái đẹp nè mọi người. Cái mã nó đẹp. Foil cũng là foil carbon, foil rất là dày. Đó. Đẹp nhá. Đi chỉ đi kêu đầu lỏng luôn. Đọt nó này. Đọt bon thôi nha mọi người. Đó. Đây. Rồi, giá công khai cây số 16, giá 500 nha mọi người, 500 bao ship 16. Tiếp theo 17. 17 quấn dây ISO hạ tay. Đó. Nên đầu chụp cho mọi người hết luôn. Thì cái này này 5m37 nha mọi người, dài 5m37, nặng 260 gram, đọt 1 ly 4. Thì cái này độ cứng ra tầm khoảng 2H, 2H gửi nha mọi người, 2H gửi nha. Đó. Cái độ cứng ra tầm khoảng 2H gửi. Đây. Đó. Thôi vẫn ok nha mọi người. Đó, thôi vẫn là thôi carbon. Cái này anh em về câu chép nha mọi người. Đó, cái này về câu chép. Đi chỉ keo đầu lỏng hết. Ngoại hình có xe sát. Rồi, giá công khai cây số 17, giá 500 bao ship luôn nha. Tiếp theo cây cuối cùng. Cây cuối cùng lên cho người vẫn là một cây Daiwa. Đó, cây Daiwa này của hàng Nhật luôn nha mọi người, hàng Japan nè, đó. Đây. Cây này nó có chế độ zoom luôn nha mọi người, zoom luôn, đó. Foil nó vẫn là ok nha mọi người, đó, foil nó vẫn rất là ok. Qua cặp qua sẵn nha, hàng đại qua, hàng của Nhật luôn. Đó. Đây, qua cặp qua sẵn. Đọt nó đây. Đọt nó thì ngắn nha mọi người. Đây. Đọt ngắn. Đó, anh em về độ đọt lại nha. Đây, zoom nó đây. Đó. Ngoại hình xây sát nha. Ngoại hình xây sát. Rồi. Thì cái này nặng là 190 gram, dài là 4m49 nha mọi người, dài 4m49, đọc 1 ly 6, đọc 1 ly 8. Giá công khai cây số cuối cùng, cây 18, giá là 400 nha mọi người, 400 bao ship. Thì cây độ cứng 3H nha, 3H gửi 3H. Rồi đó, 18 cái cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng có thể để shop số điện thoại, shop tự động liên hệ với mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người.